Hôm nay Trai xin chào tất cả mọi người và xin chào khán giả của kênh của Vòng Bong E381. Thì là hôm nay đầu tháng, Kim Nai Trai cùng với lại anh hay là em gì đó là Kasot Trang mà Quýt gì đó, Kim cũng không biết mọi người. Là lần đầu tiên Kim thấy một anh chàng rất là tài năng tự phối nhạc trên điện thoại, thu âm trên điện thoại cũng như quay phim trên một chiếc điện thoại iPhone 5 SE thôi. Mà Kim rất là hay, rất là mến. Kim nhớ lại cái hồi xưa mình mới tạo kênh YouTube mọi người, Kim cũng hay mày mò như thế. Và Kim thấy mấy người này làm như vậy thì Kim nhớ đến cái hồi trước của mình cũng như vậy. Cho nên Kim cũng muốn kết hợp quay một bài hát rất là hay Kim đã nghe và rất là thấm. Cho nên Kim dựng luôn cái vlog vào đầu tháng hôm nay là mùng 1 tháng 1 để tổ chức dã ngoại cùng anh em cũng như là quay về MV Nhạc Thánh, tựa đề là gì ta? Brự Thun Chè Pli. Đó, cái MV Nhạc Thánh là Brự Thun Chè Pli, có nghĩa là tháng năm thay đổi theo tháng năm mọi người, kiểu là con người mình á thay đổi theo cái cuộc sống, thay đổi theo cái tháng năm, rời xa Chúa càng hơn. Cho nên là anh đã viết một bài hát rất là ý nghĩa bằng tiếng Chirai, cho nên Kim muốn phổ lại và cho tất cả mọi người trên kênh của Kim Đại Chirai biết, cũng như là Kim sẽ xây dựng cái video này để phát hành trên kênh của Kim Đại Chirai cũng như là kênh của Vòng Bong E381. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Còn hôm nay là cái vlog mà dã ngoại cùng tem Kim Natural và Vòng Bong Ôi sẽ trong được lắm diễn đang ra, tăng mọi rồi. người hãy cùng theo dõi và săn đón nhé. Ok, tâm này sao rượu em 2 triệu, 2 triệu gì vào đầm cầm nút con tốt đấy mẹ của bé theo đầm nút nào dạ vào bộ bộ gì dạo lại làm dạ bánh hay nữa dạ siêu sen đi đâu nữa nữa có quay mà có quay mà mà bị tiền cảnh gì ăn kiểu lời này đừng kiếm tao quay lại cả mi nhớ quay lại cả lời ăn đã còn quay lại cả siêu sen đấy. Có business nè, nào ăn quay nó nôn mân hả? Precious set quay từ nè, ăn đẹp này. Còn hoa ok, có một mụn mà có, còn hạt ta chất mình đi hết ba người dư sức. Đây này, ăn ngạc lạ này, dư sức cái kết thơ. Đây, hello kênh, anh em, kênh vòng bong nữa, vô đây đi. Đây, vòng bong yêu bàng này. Được, bắt đầu, quay nhạc. Đây, ơi, sao xinh. Giang này à? Giang này à? Hello mọi người, lại là tôi đây mọi người, hôm nay Hưng đi rửa hai con cá nha mọi người, để cho nó sạch ăn cho nó ngon nha mọi người, thay gói thương này. Được. Ơi mọi người, ôi mọi người, phục mọi người. Ngon chưa? Chết đi, được lại đi thôi rồi. À, giờ mới nè. Con. Chết. Hát tạ lượt, hát tạ lượt, đây đây. Bài rồi. Người tội tội. Đố rồi, thằng này đố rồi. Đố với bác tạ thôi này. Rồi, tăng tạ tăng. Nếu đấy. Em nó là dục cô con à. Giờ mới nè. Giờ có đến nay đến tiệt đấy. Bây giờ nhập ngay tầm. Quay nó sao? Có quay nữa. Ờ, ê quay mà. Ê quay kia tăng cái kích mà. Ê dạ. Đi bên nhà bà bên tập đi rồi càng bị nhập tay có biết rồi đấy mẹ này cứ chắc mong cái tam tầm bằng ไปยอดดีๆนะครับก็เลยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับความคิดโตมันก็มีความเป็นเต้าแต่ความปลาบุญเนี่ยมันมากมันก็เลยเนี่ยจะอย่างมีความอาจจะเรียกจากดินตาลอาจจะอย่างดานอาจจะควายอาจจะเรือจับตรีจับตรังแต่ละควายเนาะเนาะตะควายมันเนี่ยอยากนะควายในตอนที่เยอะอย่างจับตรีกันแบบนี้แต่ไม่ปุ๊บมินอุตุนึง
Rồi quý vị và các bạn, đó hồi nãy là đi quay MV trên kia, bây giờ về rồi. Đến giờ chiến thôi mọi người. Mời anh em cùng mọi người hãy cùng nhau thưởng thức món cà quay của Tạ Hưng, Chú Sen và Chú Tứ. Đã à, nướng nha. Chưa chín nè. Chưa chín. Đây chưa chín đây mọi người. Chưa chín nha. Thôi mà nè. Nhưng mà bố mày. Này nó có cái này à? Nhau miết mừng cái nhau từ nãy rồi. Còn tao ăn kìa, còn tao cũng kìa. Lo ăn thằng là. Với kìm lại tát kìm. Kìm mà tát 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 t